Dạ hello em xin chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha Nay em sẽ quay một cái video này chia sẻ tới cho cả nhà mình một vài cái mặt hoa các loại da siêu tầm Đó, Hôm nay em có tách tách được một vài hướng em chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha Thì cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa nào trong cái video này thì mình có thể là liên hệ với em Theo số điện thoại là 0386 232 357 nha Đó, Đầu tiên trong cái video này em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng Cây này là cây Trung Di Trung Di Lai like với Gen 24 Cây này là cây Trung Di Lai like Gen 24 Hay là mình còn có thể gọi là cu đó à, Cái dòng Trung Di gọi tắt là cu nha cả nhà đó. À, chung Trung Di Trung Di Lai like với Gen 24 nha Trung Di Lai like với Gen 24 Thì cái hướng em chia sẻ cho cả nhà mình đó Là hướng ba thân nguyên dinh như thế này hướng ba thân nguyên dinh đi chữ T như thế này nha. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Hướng này em chia sẻ cho cả nhà mình á với giá là 800k nha. 800k cho cái hướng này, hướng ba thân nguyên dinh ba thân nguyên dinh à, em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 800k. Đây, cái bộ rễ nó đang ra khá là đẹp luôn. Hướng này là hướng hai à ba thân, ba thân nhưng mà nó đi kiểu chữ T này nè là được hai thân đầu luôn, hai thân đầu. Đó được hai thân đầu. À hướng đồ cũng rất là đẹp luôn em chia sẻ cho cả nhà mình là 800k nha 800k cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em 800k cho cái hướng này 800k cho cái hướng này cái này á, mình gọi là cây chung di Lai với uh, gen 24 cây này cái hoa nó cũng to và cái mặt à, mặt bông nó khá là đẹp cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm á, thì mình cứ liên hệ với em và ở đây em cũng có một cái hướng nữa à, cũng là một hướng mới tách luôn cũng là một hướng mới tách cái hướng này cả nhà hướng này á cây này á thì là cái mã của nó là mã b 4 mã b 4 à, mã b 4 nha à, hướng em chia sẻ là hướng hai thân dinh luôn hai thân dinh cho cô chú anh chị mình sưu tầm đó cái cây b 4 này cả nhà thì thân lá nó lùng mà cái bản lá nó to tròn đẹp lắm cái bản lá nó là bản lá dạng là à, bản lá tròn đó cái bản lá tròn thân thì khá là lùng đây cái bản lá của nó nè bản lá tròn và khá là to to bằng bốn ngón tay luôn cả nhà đây cái bản lá của nó nè nó rất là to và nó rất là tròn nhưng mà cái cây này á, cái, cái 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 thân nó lại lùng đó cái hướng này cả nhà thì em chia chia sẻ cho cả nhà mình á hướng này là hướng hai thân nguyên dinh dám chia sẻ là một k ca một ca cho cái hướng này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em dám chia sẻ là một k ca tất cả các cây mà cây sưu tầm á cả nhà thì hầu như em chia sẻ là em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình hết luôn nha cho nên cô chú anh chị mình cứ cứ yên tâm về cái vấn đề phí ship hay thế nào đó à, hướng này là hướng đầu luôn và cái bộ rễ của nó nè đang nhú rễ rất là khỏe luôn đây nó đang nhú rễ mới rất là khỏe luôn hướng này là hướng hai thân đầu dinh hai thân đầu dinh mắt ngủ nè mắt ngủ quá trời luôn cây này mắt ngủ rất là đẹp đó Cây này mắc ngủ rất là đẹp luôn. Em chia sẻ cái hướng này là 1 triệu nha, 1 000 k 1000k, 1 triệu cho cái hướng này. À tên của nó là B4, B4, cái mã là mã B4 á cả nhà, mã B4 á. À mặt hoa cây này á nó tròn và khá là đẹp. À cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em. À cái này là hướng em mới tách thôi ha, hướng em mới tách chậu ra, mới tách ra. Còn à ở đây tiếp tục em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây 158 cây 158 à, cây 158 này ở cả nhà cái bông nó khá là đẹp bông nó rất là đẹp à, bông này hôm trước á, cả nhà nó nở ở, ở ngay à, à, em em à, à, mới ấy nó mới nở lại khá là đẹp khá là đẹp và cái cây này nó rất là xiên cây này nó nở bông suốt à cả nhà à, hiện tại á, cái cây này á, cả nhà thì cái chậu này á là hướng này là hướng còn lại trong chậu nè cái này là cái phần còn lại trong chậu à lúc trước là em trồng bằng cái 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 thang á cả nhà cái này những cái những cái này nè là những cái chậu mà à, lúc trước em trồng lâu rồi là em trồng bằng giá thể là thang á giá thể là thang và cái hướng này em chia sẻ cho cả nhà mình á là hướng hai thân nha hướng hai thân hướng hai thân nhưng mà thân sau là đã có khai thác rồi đã có khai thác một nhát cắt nhưng mà ở đây nó vẫn còn một mắt ngủ nè đây ngay chỗ tay em chỉ nè vẫn còn một mắt ngủ đó à, thân đầu là thân nguyên dinh thân đầu là thân nguyên dinh thân sau thì có khai thác một nhát cắt rồi nhưng mà vẫn còn mắt ngủ luôn cái hướng này em chia sẻ cho cả nhà á, là hướng hai thân như thế này giá là 1.500k cây này là cây 158 à, mã số 2 em đánh ở vườn á là cây 158 n2 đó em đánh mã lại để cho nó nó dễ nhớ à, cái 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 khuôn bông của nó cả nhà nó rất là đẹp cây 158 này á cái khuôn bông tròn đẹp và nó 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 uh, cây này á cả nhà mình nhìn nhìn vô cái bông á nó có nổi lên những cái đường gân rất là đẹp nó là dạng là màu vàng 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 pha với cái màu cam cam với nói chung là cái cây này nó nó pha trộn giữa hai ba màu vô với nhau á nhìn nó rất là đẹp và cái khuôn của nó rất là chuẩn nha khuôn cây này cực kỳ chuẩn cây này em thấy là nó nở ra lúc nào vậy nó cực kỳ chuẩn luôn à, em chia sẻ là 1.500k nha cây này là cái 158 1.500k cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em à, hai thân thân sau có khai thác thân đầu là thân nguyên dinh đó và thân sau á tuy là có khai thác nhưng mà nó vẫn còn một mắt ngủ nữa cả nhà mình vẫn có thể khai thác được tiếp đó. Rồi và cuối cùng trong cái video hôm nay á em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây 545 à một cái cây 545, cái mặt bông khá là đẹp luôn. Cây này á cả nhà. cây này á cả nhà mình trồng trồng đạt á thì cái tia trên cánh của nó, cái tia trên cánh của nó à, tia cánh và cái 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 nói chung á là cái cây này cả nhà mình trồng đạt á thì cái cái bộ tia cánh và cái cái phần lưỡi á, cái phần viền lưỡi á là nó nó sẽ lên cái màu đỏ màu màu đỏ khá là đẹp khá là đẹp đó còn cả nhà mình nếu mà trồng mà như cái cây này á cả nhà thì em thấy nó khá là chuẩn nó nở lại rất là đẹp nó nở rất là đẹp nha đó nhưng mà cả nhà mình mà trồng đạt á trồng cây lực khỏe á, thì nó sẽ sẽ lên trọn vẹn cái viền luôn tức là nó sẽ lên trọn vẹn hết cái bộ màu của nó thì nó cực kỳ đẹp nó đẹp hơn nữa nhưng mà cái cây này em thấy nó nở ra Cái khuôn bông nó rất là chuẩn Và cái hoa nó khá là to Cây này á cả nhà nở mà một bông á Nở một bông á Thì bông nó khoảng độ là tầm 14 cm 14 cho tới gần 15 cm à, Và cái 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 cây này nè Em sẽ ghim luôn hai cái lần nở bông của nó nha Lần đầu tiên và cái lần thứ hai á, lần thứ hai là của cái anh 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 thoại á, anh thoại ở dưới uh, long long an á, anh thoại ở dưới Long An á anh nở lại ở cái lần thứ hai á cái cái màu của nó cái màu đỏ màu đỏ nó lên viền xung quanh rất là nhiều luôn cả nhà đó nó 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 rất là đẹp à, thì em sẽ ghim cho cả nhà mình thấy luôn là cái bông lần đầu và lần thứ hai luôn ha thì cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái cây nè thì mình liên hệ với em cây này mã nó là năm bốn năm năm bốn năm đó à. <laughs> cái cây này á, cả nhà thì em cũng trồng bằng giá thể than nha trồng bằng giá thể than luôn trồng rất là khỏe rồi cái cây này trồng rất là lâu rồi à, cây này á, cả nhà thì trồng từ cái hướng giữa lên hướng hai thân giữa lên đó nó lên thêm một thân đầu như thế này nữa lên thêm một thân đầu và cái thân đầu này á, thì nó đang có mèo cây này nó khá là xiên bông khá là xiên bông cây này á, nó hai thân hai thân giữa mà lúc em chia sẻ là đều có cuốn bông hết đều có cuốn bông hết và à đây em cho cả nhà mình xem ha ba thân như thế này ba thân nha ba thân như thế này thì cái thân thân giữa này nè thân giữa này có một cái nhắc cắt ngay cái chỗ tay em chỉ nè đó có một nhát cắt ngay chỗ tay em chỉ thân cuối là thân zin thân cuối là thân zin và thân đầu cũng là thân zin luôn đó tức là cây này là cây ba thân nhưng mà có khai thác một, một nhắc cắt ở đây nè do là lúc trồng là trồng từ cái thân hai, hai lá giữa lên đó cả nhà từ hai lá giữa lên đó nó lên thêm một thân này nữa thì nó có cho mèo rồi là cả nhà mình thấy là cái bông cái cây này nó khá là xiên đó hai hai thân này á thì nó đều có cần bông cũ hết rồi nè đó nó đều cho bông hết rồi cái cần bông cũ nó 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 khô nó rụng đi cả nhà đó nó đều cho bông hết rồi nè và nó lên tiếp một thân này nữa thì nó lại có mèo nữa là cả nhà mình biết là cái độ 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 xuyên bông của nó rồi đó thì cô chú anh chị nào mà sưu tầm cây này thì mình liên hệ với em nha <laughs> rồi à, thì trong cái video hôm nay á, em chia sẻ một, một bốn bốn cái mặt hoa các loại da sưu tầm như vậy thì cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0386232357 rồi em xin chào cả nhà nha